đây có cái thư viện Bát Nhã nè. Cái thư viện Bát Nhã này nè, hồi xưa là cấp cho thầy Thích Thích Chức Hạnh á. Thư viện Bát Nhã nè, ở Lâm Đồng nè. Có phải tu viện Bát Nhã này là hồi xưa thầy Thích Nhất Hạnh ở đây không? Dạ, cảm ơn thầy. Bây giờ mình chạy dọc bà con coi nha. Rất là đẹp lắm á. Nhưng mà có dịp mình sẽ đi vô trong, mình sẽ review chi tiết hơn. Bây giờ họ đang xây lại thêm cái tháp. Rất là đẹp. Rất là dài. Về cái việc mà thầy, tại sao thầy Thích Nhất Hạnh không ở lại nữa mà họ bỏ đi bỏ một cái làng mai, bắt đầu là thầy bỏ một cái làng mai, một số cái việc cũng không tiện nói trên cái này, thì các bạn muốn tìm hiểu tại sao thầy Thích Nhất Hạnh không ở đây nữa mà qua Thái Lan lập làng mai thì cứ lên Google search tìm hiểu thông tin ha. Đó là một câu chuyện rất là dài nha, và có nhiều cái tình tiết liên quan đủ thứ hết á. Là đẹp không? Như cái lâu đài. Lý do là tại vì mình không có chủ đích là biết cái tu viện Bát Nhã ở đó. Nếu mà biết sớm hơn á là mình đi vô đây với vô cái thác này sớm nhất. Mình bỏ đi hai cái vị trí ban đầu nó đóng cửa. Này mình cũng vô tình thôi, vô tình đi thôi. Mình đi tới đâu à, phát hiện thì mình tấp chỗ đó. Nhưng mà không có kịp thời gian để mình ghé vô cái thư viện. Không có trong chương trình. Nằm ngoài chương trình nhưng mà cũng đi ngang, cũng giới thiệu được cái chỗ đó cho mọi người biết. Thư viện Bát Nhã. Đây chút trước là thầy Thích Nhất Hạnh tính đang đặt cái làng mai cho nó đó. Thì mình cũng mới biết cái chỗ này, thì trước chỉ nghe nói thôi. Có duyên mình đi ngang qua thấy chữ tu viện Bát Nhã là mình sực nhớ tới sư ông làng mai là thầy sư Thích Nhất Hạnh. Câu chuyện về cái đó là nó dài lắm mà mình phải tìm hiểu sâu xa nó, chứ một số người đang nhìn theo một khía cạnh thì nó khác. Ở đây mình không có phân tích kỹ về vấn đề đó. Các bạn cứ tìm hiểu, cứ lên Google tìm hiểu. Hiện tại giờ thì sư Thích Nhất Hạnh đang ở chùa Từ Hiếu ngoài Huế á. Ở chùa Từ Hiếu, nơi thầy tổ của thầy ở đó. Thì thầy đi ra nước ngoài, thầy tu từ nhỏ là từ chùa Từ Hiếu, rồi lớn lên thì đi ra nước ngoài, bây giờ thầy muốn quay lại là muốn trăm tuổi thì mất tại chùa, thầy tổ ở lại cái chùa ở thầy tổ của mình. Thì chùa Từ Hiếu nó còn một cái câu chuyện của lý do tại sao và cái tên là Từ Hiếu nữa. Thì sẵn trên đường này mình đi, mình sẽ kể cho các bạn nha. Chùa Từ Hiếu của thầy Thích Nhất Hạnh hiện tại đang ở đó, đang tu đó đó. Là trước đây có một ông sư giả cất một cái anh nhỏ đi tu. Thì ông thầy này ông nuôi mẹ ông già. Có một hôm thì người dân cái thấy, ủa sao ông này ông cứ đi ra chợ ông mua cá không, ông tu mà ông mua cá mua thịt vậy sao ăn toàn đồ mặn không mà tu cái gì? Thì tiếng ta đồn ra thì được tới tai của triều đình. Hồi đó là triều đình triều Nguyễn. Thì họ mới cử người xuống điều tra. Triều đình mới cử người xuống điều tra. Thì mà khi điều tra ra tại sao ông sư này ông đã tu rồi phải ăn chay, sao sao mua cá mua thịt để dân làng người ta đồn. Thì điều tra ra thì ông này là ông nuôi mẹ ông già bị bệnh. Thì mẹ ông yếu nên không thể ăn chay được, cần phải có sức, nên ông mua cá mua thịt về cho mẹ ông ăn. Thì từ đó vua mới thấy vậy, vua mới cái ông này có hiếu quá, chứ đâu phải tu mà vẫn có hiếu lo cho mẹ già.
mới đặt tên là chùa Tự Hiếu. À, từ đó xuất thân về chùa Tự Hiếu, vì nó có một cái giai thoại đặc biệt nữa là phía sau của cái chùa Tự Hiếu này á, là có một khu đất là chôn cái mộ các quan thái giám ở trong triều nhà Nguyễn. Thì khi mấy thái giám á, người ta biết được ông người có hiếu gì vậy vậy đó, thì người ta mới quyên góp trong đó, người ta xây dựng cái chùa này lên và được triều đình vua ban đặt cái tên là chùa Tự Hiếu. Thì mấy ông xây dựng lên thì mấy ông muốn là mấy ông thái giám muốn là sau này á, cuộc đời của mình á, là mất đi á, cũng có nơi nương tựa nơi cái chỗ chùa, được chôn khi mất á, được chôn ở trong đó. Đó là cái câu chuyện về chùa Tự Hiếu và tại sao nó có tên là chùa Tự Hiếu. Thì mình cũng tìm hiểu ở trên mạng, rồi những cái thông tin, nguồn thông tin, nhiều nguồn thông tin để biết được câu chuyện đó, thì muốn kể cho mọi người nghe. Thì sẵn trên đường về nè, mình thấy chùa Bát Nhã thì nhớ đến thầy Thiền sư Thích Nhất Hạnh, thì kể luôn câu chuyện về chùa Tự Hiếu cho mọi người cùng nghe và biết được thông tin đó. Có dịp mình sẽ ra đó đó, mình review về cái ngôi chùa đó. Chùa nó cũng thật là chùa cổ à, lâu lắm rồi đó, thời triều Nguyễn tới giờ đó. Rồi tạm thời là mình tạm dừng chút xíu ở đây nha, tiếp tục hành trình. Thank you.